Xin chào các em. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về nội dung chứng minh một cái đẳng thức chữ căn. Trước hết thì thầy sẽ hướng dẫn các em những cái cách mà để chúng ta chứng minh một cái đẳng thức, và sau đó thì chúng ta sẽ thực hành với các ví dụ. Để chứng minh một đẳng thức chữ căn thì hay là một cái đẳng thức nói chung thì chúng ta có những cái hướng chứng minh như sau. Hướng chứng minh thứ nhất đó là chúng ta thể là biến đổi tương đương, tức là các em sẽ biến đổi cái đẳng thức cần chứng minh tương đương với một cái đẳng thức đúng. Biến đổi đẳng thức cần chứng minh tương đương với một cái đẳng thức đúng. Và chúng ta biến đổi tương đương như thế nào? Thì ở đây thì chúng ta sử dụng các cái phép biến đổi tương đương mà chúng ta đã học ở trước. Như có thể là khi chúng ta có A bằng B thì nó cũng sẽ tương đương với là A cộng C thì bằng B cộng C, hay là A bằng B thì tương đương với là A trừ C cộng với B trừ C. Một hướng chứng minh thứ hai đó là chúng ta có thể chứng minh vế trái trừ vế phải bằng không. Vế trái trừ vế phải bằng không. Nếu như mà chúng ta có hiệu của hai số bằng không thì hai số đó sẽ bằng nhau. Rồi chúng ta cũng có thể chứng minh là vế này thành vế kia, hay là chúng ta biến đổi vế này thành vế kia. Biến đổi vế này thành vế kia. Vì chúng ta cần chứng minh vế trái bằng vế phải thì các em có thể là biến đổi từ vế trái sang vế phải. Nhưng mà khi biến đổi thì chúng ta phải nhìn xem trong cái đích mà chúng ta cần biến đổi đến thì có cái gì, thì chúng ta sẽ tìm cách làm xuất hiện cái đó. Tất nhiên các em cũng có thể biến đổi từ vế phải thành vế trái. Một cái tiếp theo là chúng ta có thể biến đổi là vế trái bằng A và vế phải bằng A, tức là chúng ta thực hiện biến đổi theo một cái đại lực trung gian. Nếu như vế trái bằng A và vế phải cùng bằng A thì chắc chắn vế trái phải bằng vế phải. Một hướng nữa đó là chúng ta có thể là từ một cái đẳng thức đúng, từ một đẳng thức đúng thì chúng ta suy ra đẳng thức cần chứng minh như vậy. Là với cái hướng này đó, thì chúng ta bắt đầu từ một cái đẳng thức đúng, rồi sau đó chúng ta sẽ suy ra cái đẳng thức cần chứng minh. Vậy là thầy có giới thiệu các em các cái hướng để chúng ta chứng minh một cái đẳng thức nói chung, và bài học của chúng ta thì về là đẳng thức chữ căn thì nó cũng tuân theo các cái hướng chứng minh này. Và các em cần chú ý rằng là với một bài toán thì có thể chúng ta có nhiều cái hướng chứng minh khác nhau, và thực ra thì những cái hướng chứng minh khác nhau này thì cũng cho chúng ta những cái cách trình bày
lời giải khác nhau của một bài toán. Một ý thứ hai là thầy muốn lưu ý các em một vài cái hệ thức, một số cái hệ thức. Với căn thì chúng ta có những cái hệ thức gì? Chúng ta có là căn bậc 2 của A bình phương thì chính là bằng trị tuyệt đối của A. Còn trường hợp A là số lớn hơn bằng 0 thì chúng ta có là căn bậc 2 của A bình phương thì bằng A. Ở đây nếu A lớn hơn bằng 0 và căn bậc 2 của A bình phương thì nó sẽ bằng trừ A nếu là A là số bé hơn. Chúng ta đang học trong nội dung về căn bậc 3, thì thầy sẽ nhắc lại các em cái khái niệm căn bậc 3 một chút. Chúng ta có là 2 mũ 3 thì bằng 8. Thực ra thì các em chỉ rằng là cái khái niệm căn bậc 3 thì nó cũng tương tự như là cái cách xây dựng thì khái niệm căn bậc 2 thôi. Ví dụ như là chúng ta có 2 bình phương thì bằng 4. Vậy thì căn bậc 2 của 4 thì chính là bằng 2. Hay là chúng ta có là 4 bình phương là 16. Vậy thì chúng ta có là căn bậc 2 của 16 thì bằng 4. Vì là căn bậc 2 thì chúng ta sẽ lấy cho cái giá trị dương. Rồi ở đây 2 mũ 3 bằng 8 thì cái phép ngược lại của phép lập phương thì ta gọi là phép căn bậc 3. Thì ta có căn bậc 3 của 8 thì chính là bằng 2. Nhưng có điều khác với căn bậc 2 là với căn bậc 3 thì số âm vẫn có căn bậc 3. Chúng ta có là âm 1 lập phương thì bằng âm 1. Vậy thì ngược lại là căn bậc 3 của âm 1 thì bằng là âm 1. Hay là chúng ta có âm 2 mũ 3 thì bằng âm 8. Vậy thì căn bậc 3 của âm 8 thì nó có kết quả chính là bằng âm 2. Và tổng quát thì chúng ta có căn bậc 3 của A lập phương thì bằng A. Và điều này đúng với mọi A thuộc R, tức là A có thể âm, có thể dương tận được. Còn với cái căn bậc 2 thì A phải là cái số trong căn, phải là số 0 âm. Thì đây là những cái hệ thức rất là cơ bản mà chúng ta cần chú ý. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý cho thầy các cái hằng đẳng thức đáng nhớ. Các cái hằng đẳng thức đáng nhớ. Những hằng đẳng thức đáng nhớ là những cái kiến thức và những cái công cụ rất là quan trọng để giúp chúng ta giải quyết các cái bài toán chứng minh một cái đẳng thức. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét một số ví dụ. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất. Ở ví dụ này thì chúng ta sẽ làm hai ý. Ý thứ nhất là hãy chứng minh rằng 1 trên n cộng 1 căn n cộng với n căn n cộng 1 thì bằng 1 trên căn n trừ cho 1 trên căn n cộng 1. Điều này đúng với mọi n dương. Câu B là hãy rút gọn cái biểu thức này. 1 trên 2 căn 1 cộng 1 căn 2 cộng với 1 trên 3 căn 2 cộng 2 căn 3 và cộng cho đến 1 trên 100 căn 99 cộng 99 căn 100. Ở đây các em chú ý rằng là ở giữa dấu ba chấm này là có rất là nhiều số nữa và các số đó thì đều có cái dạng tương tự như hai biểu thức đầu. Giữa đây ta có 2 căn 1 cộng 1 căn 2 với 3 căn 2 cộng 2 căn 3 với 4 căn 3 cộng với 3 căn 4.
và ta tiếp tục cho đến 100, căn 99, cầu 99, ăn 100. Chúng ta sẽ dành 3 phút để chúng ta suy nghĩ bài toán này. Với câu A thì chúng ta cần chứng minh một cái đẳng thức. Thì chúng ta có một vài cái hướng chứng minh như ở bên. Thì chúng ta thử xem là có thể chọn cái hướng nào. Thì khi mà các em quan sát cái về trái thì chúng ta thấy một cái điều là gì? Về trái này thì có cái căn N chung với căn N cộng 1 chung, nên chúng ta có thể nghĩ đến việc là đặt nhân tử chung. Rồi vậy thì với cái cách nhìn đó, với cái dấu hiệu đó thì chúng ta có được là gì? Đây là căn N nhân căn N cộng 1 chung. Và khi thầy đặt cái này chung thì chúng ta thấy là còn lại là gì? Căn N thì chúng ta đặt đây rồi. Chúng ta có N cộng 1 mà chúng ta đặt căn N cộng 1, vậy thì còn lại căn N cộng 1. Tiếp theo, chúng ta có N căn N cộng 1 mà ở đây chúng ta đặt căn N cộng 1 rồi. Còn ở đây có N mà đặt căn N, vậy còn lại căn N. Chúng ta đang mong muốn là thực hiện theo hướng là biến đổi về này thành về kia. Thì chúng ta thấy là ở đây căn N cộng 1 cộng căn N thì có một cái điều rất là đặc biệt, đó là gì?
khi chúng ta lấy n cộng 1 mà trừ cho n thì nó là bằng 1. Tức là cái căn n cộng 1 bình phương mà trừ cho căn n bình phương thì chính là n cộng 1 trừ n và bằng 1. Tức là hiểu bình phương là một hằng số. Vậy thì đấy là một cái điều đặc biệt của biểu thức này. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ cách gì, tìm cách để làm xuất hiện được cái dạng bình phương trừ bình phương. Mà ở đây chúng ta đã có A cộng B, nên là chúng ta sẽ nghĩ đến việc là nhân để có được A bình trừ B bình. Và biểu thức mà chúng ta thấy cần phải nhân đó chính là gì? N cộng 1 trừ căn N. Còn ở đây là căn N nhân với căn N cộng 1. Và đây là căn N cộng 1 cộng căn N nhân với căn N cộng 1 trừ căn N. Ở đây thì chúng ta thấy là N căn của N cộng 1 bình phương mà trừ cho căn N bình phương thì chính là bằng 1. Và đó là cái đặc điểm đặc biệt của cái biểu thức này. Vậy thì muốn tạo ra được cái dạng là bình phương trừ bình phương thì các em hãy nhớ đến một cái thể thức là gì? A trừ B nhân A cộng B thì bằng A bình trừ B bình. Mà ở đây chúng ta có A cộng B rồi, vậy thì chúng ta cần phải tạo nhân với là A trừ B. Như vậy đó là lý do mà tại sao chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với căn N cộng 1 trừ căn N. Và khi nhân thì các em chỉ rằng chúng ta phải nhân ở cả tử và ở mẫu. Và chúng ta sẽ được là điều gì? Đây là căn của N cộng 1 này trừ căn N. Rồi tất cả trên gì? Đây là căn N nhân căn N cộng 1. Còn hai biểu thức này nhân nhau thì có dạng A cộng B nhân A trừ B, nên được là N cộng 1 trừ N. Vậy chúng ta được là căn N cộng 1 trừ căn N tất cả trên cho căn N nhân với căn N cộng 1. Và chúng ta sẽ tách thành hai cái phân thức thì sẽ được là đây căn N cộng 1 trên cho căn N nhân với căn N cộng 1 trừ cho căn N trên cho là căn N nhân với căn N cộng 1. Và chúng ta thấy rằng là ở cái phân thức thứ nhất là có căn N cộng 1 nên là chúng ta rút gọn đi thì sẽ được là 1 trên căn N, rồi đây là 1 trên căn N cộng 1. Như vậy là quá trình biến đổi thì chúng ta đã có được là vế trái thành vế phải. Tiếp theo thì chúng ta làm câu B. Ở đây thì các em thấy rằng là mỗi cái số hạng này nó đều có cái dạng vế trái của cái câu A. Và điều đó sẽ gợi chúng ta nghĩ đến là chúng ta sẽ dùng cái kết quả câu A để làm câu B. Vậy thì với cái biểu thức là 2 căn 1 cộng 1 căn 2 thì chúng ta xem là cái này nó ứng với trường hợp N bằng mấy trong công thức A. Thì ta thấy đó chính là N bằng 1. Và áp dụng cái hằng đẳng thức mà chúng ta chứng minh được ở A thì chúng ta sẽ được là 1 trên căn 1 trừ 1 trên căn 2. Rồi tiếp theo thì chúng ta được là đây 3 căn 2 cộng với 2 căn 3 thì được là 1 trên căn 2 trừ 1 trên căn 3. Rồi tiếp tục thì chúng ta có thể viết thêm nữa là đây là 99 căn 98 này cộng với 98 căn 99 thì sẽ bằng 1 trên căn 98 trừ 1 trên căn 99. Và 1 trên 100 căn 99 cộng với 99 căn 100 thì sẽ bằng là 1 trên căn 99 trừ 1 trên căn 100.
Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện chẵn ước. Khi chúng ta cộng bên này lại thì ở bên này thì chúng ta cộng lại, cộng lại, cộng lại thì chúng ta sẽ thấy hai số đối nhau thì cộng lại sẽ bằng 0. Và như vậy thì chúng ta tính tổng thì chúng ta sẽ được là gì? T sẽ bằng cái này là 1 này. Còn ở đây trừ cho 1 trên căn 100 tức là 1/10. Vậy chúng ta có được kết quả là T thì bằng 9/10. Vậy là chúng ta vừa rút gọn một cái biểu thức khá là phức tạp, nhưng mà bằng cách là chúng ta sử dụng cái kết quả mà ở câu A. Vậy thì cái bài toán này đưa ra thì cho chúng ta một cái ý tưởng là gì? Sau này khi người ta yêu cầu các em rút gọn một cái biểu thức mà chúng có dạng giống nhau, vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ làm với cái trường hợp tổng quát. Rồi sau đó mục đích trong cái trường tổng quát này là phải tạo ra được là biến đổi về được hiệu của hai số hàng trong một cái dãy khác. Rồi sau đó chúng ta áp dụng cho trường hợp cụ thể. Như vậy thì chúng ta chú ý cho thầy là cái phương pháp để mà tính tổng T bằng A1 cộng A2 cộng vân vân cộng AN đó là gì? Chúng ta phân tích gì? Phân tích A1 thành B1 trừ B0, A2 thành B2 trừ B1, vân vân. Rồi AN trừ 1 thì thành BN trừ 1 trừ BN trừ 2. Rồi AN thì thành BN trừ BN trừ 1. Và sau đó thì chúng ta cộng lại thì chúng ta thấy được cái quy luật chẵn ước là thế này. Và từ đây thì chúng ta có T chính là bằng BN trừ cho B0. Tức là về phương pháp là chúng ta phải phân tích mỗi số hàng này thành hiệu của hai số hàng liên tiếp trong một cái dãy khác. Chúng ta xét sang ví dụ thứ hai, chứng minh rằng căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 A bình trừ B tất cả trên 2 cộng với căn bậc 2 của A trừ A bình trừ B trên 2 thì sẽ bằng là căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 của B. Ở đây các em chỉ rằng là điều kiện là A bình là lớn hơn bằng B và B AB là các cái số không âm. Ở đây thì điều kiện là A bình lớn hơn bằng B và AB là các số không âm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các cái biểu thức này và chúng ta sẽ nghĩ cái hướng để chứng minh. Các em có thể thấy rằng là ở đây thì chứa rất là nhiều căn. Chứa biểu thức này chứa nhiều căn. Và chính cái căn thức là cái làm cho cái biểu thức đó phức tạp. Nên là một trong những cái định hướng để chúng ta giải quyết bài này là gì? Chúng ta phải tìm cách là mất căn. Mà muốn mất căn thì có những cái hướng gì? Một là chúng ta thể là bình phương lên. Hai là chúng ta thử xem là cái biểu thức ở trong căn liệu có đưa về được một bình phương không? Và chúng ta sẽ suy nghĩ theo hai cái hướng đó.
Và tương ứng với hai cái hướng đó thì chúng ta sẽ có được hai cái lời giải sau đây. Thứ nhất là thầy bình phương về trái đi. Khi chúng ta bình phương về trái thì chúng ta sẽ được gì? A cộng căn bậc 2 của A bình trừ B trên 2. Tức là cái thứ nhất bình phương cộng với A trừ căn bậc 2 của A bình trừ B trên 2. Tức là cái thứ hai bình phương cộng với hai lần tích. Hai lần tích tức là gì? A cộng căn bậc 2 của A bình trừ B trên 2 nhân với A trừ căn bậc 2 của A bình trừ B trên 2. Tức là x cộng y tất cả bình thì bằng x bình cộng y bình cộng 2xy. Chỉ có điều ở đây là hai cái căn thì căn x nhân căn y thì thầy đưa vào thành là căn x nhân y. Rồi, chúng ta thực hiện phép cộng. Các em thấy rằng ở đây là hai phân thức có cùng mẫu. Như vậy chúng ta lấy tử cộng tử. Vậy thì A cộng A được 2A. Được 2A này. Còn căn này trừ căn này thì bằng 0. Rồi, và trên mẫu là 2. Còn ở đây thì chúng ta có điều gì? Căn đây có dạng là x cộng y nhân x trừ y. Và theo hằng đẳng thức thì chúng ta có được bằng dạng x bình trừ y bình. Tức là đây là A bình trừ cho A bình trừ B. Và tất cả trên cho 4. Rồi, 2A trên 2 thì chúng ta được là A. Còn ở đây căn 4 thì bằng 2. Như vậy giải ước 2 đi. Vậy còn cái này A bình trừ A là hết, trừ trừ B thì chúng ta sẽ được là D. Và về trái bình phương thì bằng A cộng căn B. Nên từ đây chúng ta có về trái thì chính là bằng căn của gì? A cộng căn B. Và đây chúng ta có điều cần chứng minh. Vậy là trong cách 1 này chúng ta đã thực hiện theo cái kiểu thực ra là cũng tương tự như chuyện là biến đổi tương đương. Cách thứ hai, chúng ta thử xem là liệu cái biểu thức ở trong căn này có thể đưa về một cái bình phương được không? Thì chúng ta xét cái biểu thức này A cộng với A bình căn A bình trừ B trên 2. Thì thầy sẽ tạo như thế này, nhân 2 lên thì chúng ta có 2A này. Còn ở đây là 2, thầy xin lỗi, đây là A bình trừ B. 2 căn của A bình trừ B. Thầy sẽ tách ra một chút. Trước hết là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 2. Thì ở đây thì chúng ta sẽ được gì? 2 căn này A bình trừ B thì thầy viết là thành A trừ căn B nhân với A cộng căn B. Còn 2A thì thầy tách là thành A cộng căn B một nhỏ. Còn ở đây là A trừ căn B. Và tất cả trên 4. Các em nhìn lại nhé. Như vậy là ở đây ta nhân tử với 2, nhân mẫu với 2. Và cái tổng này ta thấy là A cộng B căn B nhân A cộng với A trừ căn B thì cũng chính là 2A rồi. Còn 2 lần cái này thì chính là bằng 2 lần cái này. Nhưng mà cái cách phân tích này thì cho chúng ta điều gì? Nó cho chúng ta chính là căn của A cộng căn B cộng với căn của A trừ căn B trên 2 tất cả bình phương. Như vậy thì chúng ta sẽ có được điều gì? Căn của A cộng căn A bình trừ B trên 2. Vậy thì sẽ bằng gì? Căn của A cộng căn B cộng với căn của A trừ căn B tất cả trên 2.
và hoàn toàn tương tự thì chúng ta có được căn của A trừ căn A bình trừ B trên 2 thì sẽ bằng là căn của A cộng căn B trừ cho căn của A trừ căn B tất cả trên 2. Vậy thì chúng ta tính tổng lại thì được là gì? A cộng trên 2 cộng với căn của A trừ căn của A bình trừ B trên 2. Và lấy hai cái biểu thức này cộng lại với nhau thì chúng ta sẽ được chính là căn của A cộng căn B. Và tương tự nếu chúng ta lấy cái này trừ cái này, chúng ta lấy căn của A cộng căn A bình trừ B trên 2, chúng ta trừ cho A trừ căn A bình trừ B trên 2. Tức là chúng ta lấy cái này trừ cho cái này thì chúng ta thấy cái này trừ cái này hết, còn cái này trừ cái này được là hai lần căn A trừ căn B mà chia 2 nữa thì còn lại là căn của A trừ căn B. Vậy là ở bài toán A thì chúng ta đã thực hiện hai cái hướng để làm giảm đi căn. Một là chúng ta bình phương lên, hai là chúng ta thử xem biến đổi cái biểu thức ở trong căn có thể là thành một cái bình phương được không. Tiếp theo thì chúng ta thực hiện với câu B. Thì cái biểu thức này 1 cộng căn 3 trên 2 thì thầy có thể viết lại là thành gì? 2 cộng căn 3 trên cho 2. Chúng ta áp dụng cái kết quả của bài trên thì chúng ta thử xem sẽ được điều gì. Ở bài trên thì chúng ta đã biến đổi được cái này, cái biểu thức này thì bằng cái này và bằng cái này, nên là căn này á thì chính là bằng cái tập này. Tức là chúng ta hãy tập trung vào cái biểu thức này cho thầy. Đây, vậy thì áp dụng với bài này tức là A bằng mấy? Tức là A ở đây là bằng 2. A là bằng 2 này. Và gì? B, A bình trừ B là bằng căn của cái này là căn 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là A bình trừ B bằng 3. Vậy thì ta có B là bằng 1. Chúng ta áp dụng vào bài này thì chúng ta sẽ được là điều gì? Chính là căn của A cộng với căn B tức là căn 3, và đây là căn của A trừ căn B tức là căn 2, tức là 2 trừ 1, như vậy được 1 và trên cho 2. Và tương tự thì chúng ta có được 1 trừ căn 3 trên 2. Chúng ta áp dụng với bài trên thì chúng ta sẽ được là gì? Căn 3 trừ 1 trên 2. Vậy biểu thức T thì chính là bằng gì? Đây là căn 3 cộng 1 trên 2 tất cả bình phương trên cho 1 cộng với căn 3 cộng 1 trên 2. Rồi, còn ở đây là căn 3 trừ 1 trên 2 tất cả bình phương và trên cho 1 trừ căn 3 trừ 1 trên 2. Tiếp theo thì chúng ta thực hiện tính toán thì sẽ được gì? Căn 3 trừ 1 trên 2 tất cả bình này. Còn ở đây là gì? Chúng ta được là 3 cộng căn 3 trên 2. Như vậy thì chúng ta nhóm nhân tử chung, các em chỉ là 3 cộng căn 3 trên 2 này, thì chúng ta sẽ được đây là 3 căn 3, căn 3 cộng 1 trên 2. Nên ở đây là thành căn 3 thừa số, căn 3 cộng 1 trên 2. Còn ở đây là căn 3 trừ 1 trên 2 bình phương. Còn ở đây là gì? Căn 3 thừa số, căn 3 trừ 1 trên 2. Rồi, chúng ta thực hiện rút gọn thì được gì? Đây là căn 3 cộng 1 trên 2 mà lại chia căn 3 nữa
tức là chúng ta sẽ nhân căn 3 ở mẫu. Còn ở đây căn 3 trừ 1 trên 2 rồi còn chia căn 3 nữa, tức là nhân căn 3 ở mẫu thức. Và khi chúng ta tính toán lại thì đây sẽ được là 2 căn 3 trên 2 căn 3 và kết quả là biểu thức phần 1. Như vậy ở đây các em chú ý thầy là thầy vừa thực hiện điều gì? A trên B mà chia C thì các em chú ý rằng là bằng A trên B này nhân chia cho C trên 1, tức là bằng A trên B nhân nghịch đảo của C trên 1, tức là nhân 1 trên C. Vậy thì chính là bằng A nhân trên B nhân C. Hay chúng ta thể nhớ nhanh là gì? Khi chúng ta chia một phân thức cho một số thì chúng ta nhân cái số đó dưới 1. Và vậy là chúng ta vừa hoàn thành cái bài có hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta có hai cái hướng giải và kết quả của hướng giải câu A thì nó giúp chúng ta trong cái việc để thực hiện cái tính toán ở câu B. Chúng ta xét sang ví dụ thứ 3. Chứng minh rằng nếu AX lập bằng BY lập bằng CZ lập, 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z bằng 1 thì căn bậc 3 của ax bình cộng b y bình cộng cz bình thì sẽ bằng là căn bậc 3a cộng căn bậc 3b là cộng căn bậc 3c. Ở đây thì khi chúng ta quan sát cái bài toán này thì chúng ta thấy là gì? Giả thiết của chúng ta là có ax lập. Nhưng mà trong cái cần chứng minh này chúng ta thấy là có ax bình. Vậy thì cái dấu hiệu đó sẽ gợi chúng ta phải nghĩ đến cái việc gì?
Thì chúng ta thấy là muốn dùng được giả thiết thì chúng ta phải tạo ra cái biểu thức trong giả thiết. Như vậy thì ở đây chúng ta có là AX bình cộng với BY bình cộng với CZ bình. Thì chúng ta sẽ tạo ra AX là cái cứ mạnh giả thiết AX là. Nhưng mà chúng ta chỉ có AX bình thôi à, vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chia cho X. Rồi, chúng ta có là BY bình. Nhưng mà trong cái giả thiết của chúng ta có BY là. Vậy thì chúng ta cứ mạnh dạn viết ra BY là. Rồi sau đó thì chúng ta chia Y. Rồi tiếp tục là CZ là chia cho Z. Nhưng các em chỉ rằng là AX lập, BY lập và CZ lập là bằng nhau. Vậy ba cái này, ba cái tử này bằng nhau và cùng bằng cái gì? AX lập. Nên ở đây ta có được là 1 trên X cộng 1 trên Y cộng 1 trên Z. Và cái 1 trên X cộng 1 trên Y cộng 1 trên Z lại bằng 1. Như vậy thì cái này chính là bằng AX lập. Vậy từ đây thì chúng ta có là căn bậc 3 của AX bình cộng BY bình cộng với CZ bình sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng X nhân căn bậc 3 của A. Mà các em chỉ rằng là nó bằng AX lập thì cũng chính là bằng BY lập và cũng chính là bằng CZ lập. Vậy thì từ đây chúng ta có cái gì? Vì trong cái cần chứng minh của chúng ta là có căn bậc 3A nên là thầy sẽ tính căn bậc 3A thì ta thấy là bằng 1 trên X nhân với căn bậc 2 của AX bình cộng BY bình cộng với CZ bình. À, ở đây thầy xin lỗi là căn bậc 3. Nhưng mà các em chú ý rằng là BY lập cũng bằng cái biểu thức này nên hoàn toàn tương tự thì chúng ta có căn bậc 3 của B chính là bằng 1 trên Y nhân với căn bậc 3 của AX bình cộng BY bình cộng với CZ bình. Và căn bậc 3 của C thì bằng 1 trên Z nhân căn bậc 3 của AX bình cộng với BY bình cộng với CZ bình. Và chúng ta thực hiện cộng lại thì chúng ta được căn bậc 3A cộng căn bậc 3B cộng căn bậc 3C thì bằng gì? 1 trên X cộng 1 trên Y cộng 1 trên Z tất cả nhân với căn bậc 3 của AX bình cộng BY bình cộng với CZ bình. Mà tổng 1 trên X cộng 1 trên Y cộng 1 trên Z bằng 1. Như vậy thì chúng ta có là căn bậc 3 của AX bình cộng BY bình cộng với CZ bình. Như vậy thì chúng ta nhìn lại bài này một chút là khi chúng ta chứng minh thì chúng ta phải nhìn xem là ở giả thiết có cái gì thì chúng ta sẽ biến đổi theo bài đó để chúng ta sử dụng được cái giả thiết của bài toán. Chúng ta xét sang ví dụ thứ tư, chứng minh rằng nếu căn bậc 3A cộng căn bậc 3B cộng căn bậc 3C mà bằng căn bậc 3 của A cộng B cộng C thì căn bậc NA cộng căn bậc NB cộng căn bậc NC thì chính là bằng căn bậc N của A cộng B cộng C, trong đó là N là số tự nhiên lẻ. Ở bài toán này thì chúng ta phải khai thác từ cái giả thiết này và chắc chắn cái giả thiết này nó sẽ ẩn chứa một cái điều gì đó đặc biệt. Và nếu như chúng ta liên hệ đến những cái bài toán mà chúng ta gặp ở các kỳ phần trước về phân số thì chúng ta sẽ thấy là
cái giả thiết này có vẻ như là chính là cho gì trong ba số ABC thì có hai số đối nhau, và chúng ta phải biến đổi xem liệu điều đó đúng không.
chính, bắt đầu. Để khai thác cái giả thiết này thì chúng ta thấy là việc là để cái căn bậc 3 này thì nó quá phức tạp. Do đó thì chúng ta sẽ xét đặt căn bậc 3 của A là x đi, căn bậc 3 của B là y, căn bậc 3 của C là z. Vậy thì chúng ta sẽ đi xét cái hệ thức này. Đây chính là x lập cộng với y lập cộng với z lập. Chúng ta sẽ biến đổi xem là khi mà có hệ thức này thì chúng ta sẽ có được cái điều gì đặc biệt. Ở đây thì chúng ta thấy là muốn mất căn thì chúng ta sẽ lập phương cả hai vế. Rồi. Tiếp theo thì thầy sẽ biến đổi cái này. Chúng ta chuyển x lập qua. Thì sở dĩ chúng ta biến đổi thế này để chúng ta đưa về được những cái hằng đẳng thức quen thuộc. Và ở đây chúng ta thấy là về trái là có dạng hằng đẳng thức là A lập trừ B lập, nên sẽ bằng là A trừ B nhân với A bình cộng với AB. Cộng với B bình. Còn ở đây chúng ta có là Y cộng Z này để nhân với Y bình trừ YZ cộng với Z bình. Biểu thức thứ nhất thì cho chúng ta là Y cộng Z. Còn ở trong này khi chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ được điều gì? Chúng ta sẽ được là 3X bình. Chúng ta có cộng y bình cộng z bình. Ở đây có 2xy cộng 1xy nữa là thành 3xy. 2xz cộng 1xz nữa là 3xz. Và đây là cộng với 2yz. Rồi. Thì bằng y cộng z nhân với y bình trừ yz cộng với z bình. Chúng ta thấy là cả hai cái này đều có y cộng z chung nên thầy đặt làm nhân tử chung và thầy chuyển cái này qua đây và chúng ta thực hiện rút gọn thì sẽ còn lại là gì? Đây là còn lại 3x bình, y bình trừ y bình hết, z bình trừ z bình hết. Rồi tiếp theo là có 3xy cộng 3xz, còn ở đây 2yz, còn chuyển cái này qua cộng thêm 1yz nữa là 3yz thì bằng 0. Như vậy thì chúng ta có được 3 lần y cộng z. Còn đây là x bình thì thầy ghép với xy thì chúng ta có x chung thì đây là x cộng y. Còn xz cộng yz thì chúng ta thấy có z chung thì đây là x cộng y bằng 0. Như vậy thì chúng ta có 3 y cộng z nhân với x cộng y nhân với x cộng z bằng 0. Và như vậy thì chúng ta có được hoặc là y bằng âm z, hoặc là x bằng âm y, hoặc là x bằng âm z. Nhưng mà với cái cách đặt trên thì chúng ta có chính là căn bậc 3a, căn bậc 3b là bằng trừ căn bậc 3c, hoặc là căn bậc 3a bằng trừ căn bậc 3B, hoặc là căn bậc 3A bằng trừ căn bậc 3C, hay là A bằng âm B, B bằng âm C, hoặc là C bằng âm A. Và với các kỳ trường hợp này, với A bằng âm B thì chúng ta sẽ có căn bậc N của A cộng căn bậc N của B cộng căn bậc N của C. Do A, B đối nhau nên, và N là số nguyên lẻ nên chúng ta có tổng này bằng 0. Vậy cái này chính là bằng căn bậc N của C. Còn căn bậc N của A cộng B cộng C, do A
bằng âm b nên tổng này bằng 0, nên ở đây chúng ta có được căn bậc n của c. Vậy chúng ta sẽ có được hai vế bằng nhau và từ đó chúng ta sẽ có được điều cần chứng minh. Từ đây chúng ta có điều phải chứng minh. Và tương tự cho các trường hợp là tương tự với b bằng âm c hoặc là c bằng âm a thì chúng ta cũng có được cái hệ thức là căn bậc n a cộng căn bậc n b cộng căn bậc n c thì bằng căn bậc n của a cộng b cộng c. Như vậy thì qua bài toán này thì chúng ta chú ý rằng là cái bài toán này nó hơi khó, bởi là cái giả thiết này là nó ẩn chứa một cái kết quả là gì? Các hệ số này trong ba số ABC thì có hai số là đối nhau. Và cái ý tưởng để có được cái lời giải này là gì? Thì chúng ta có thể liên hệ đến cái bài toán mà chúng ta đã biết ở các lớp dưới, là nếu như một phần a cộng một phần b cộng một phần c mà bằng một trên a cộng b cộng c á, thì chúng ta có được là gì? Một trên a mũ n cộng một trên b mũ n cộng một trên c mũ n thì bằng một trên a mũ n cộng b mũ n cộng c mũ n với n là số nguyên lẻ. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái ý khi chúng ta học tập là gì? Chúng ta học những cái phần sau thì chúng ta phải liên hệ đến phần trước, và có thể những cái bài toán ở phần trước là ý tưởng giải của nó sẽ cho chúng ta những cái ý tưởng tương tự để chúng ta giải quyết các cái bài toán sau này. Vì vậy là khi chúng ta học tới mỗi bài toán dù dễ hay khó thì chúng ta cần phải nắm bắt được cái ý tưởng để sau này chúng ta sẽ vận dụng cho những cái bài toán khác. Và bài học hôm nay thì thầy muốn giới thiệu các em những cái cách để chứng minh một cái đẳng thức, và chúng ta cũng luyện tập với một số bài tập. Thì các cái ví dụ ở đây có thể là chưa nhiều, nhưng chúng ta cần quan tâm đến những cái ý tưởng giải để chúng ta có thêm kinh nghiệm cho việc giải quyết cái giải bài toán này.